Nguồn điện mà anh em mình đang sử dụng cũng là một trong những yếu tố gây ảnh hưởng cực kỳ lớn đến những thiết bị, máy móc, dụng cụ cơ khí mà anh em mình đang xài, từ dụng cụ cầm tay nè, máy hàn, máy khoan cho tới những cái thiết bị khác. Sẽ có những dòng máy nó sẽ tương thích với những dòng điện từ 220 hoặc là 380, nhưng sẽ có những dòng máy nó không thể sử dụng được dành cho điện yếu. Đến những anh em ở vùng sâu, vùng xa, khi mà anh em đầu tư máy móc thiết bị, anh em mình chưa tìm hiểu kỹ dòng điện phân khúc mà mình đang sử dụng là bao nhiêu, rất là dễ bị lầm tưởng và khi mà mua về là không sử dụng được. Thì hôm nay để khắc phục cái nhu cầu đó của anh em mình thì em sẽ lên cho anh em một mẫu máy hàn chuyên cho những anh em mà sử dụng điện yếu ha. Rồi, xin chào anh em, chào anh em mình đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng điện máy Vi, điện máy Vi Store. Thì cái video ngày hôm nay sẽ là một cái video dành cho những anh em mà ở vùng sâu, vùng xa, anh em mình muốn đầu tư máy hàn nhưng anh em mình chưa biết điện của anh em mình là như thế nào thì anh em mình có thể sử dụng con này ha. Mã này tới từ thương hiệu Protect, thì con này nó có mã là MK250E, dòng máy chuyên cho những anh em mà sử dụng trong điện yếu ha anh em. Thì đối với dòng MK250 nó có tới hai phân khúc nha anh em. Một là trên tay em đang là dòng MK250 dành cho phân khúc điện cực yếu, là có nghĩa là anh em mình sẽ sử dụng điện từ 180 cho tới 250. Thì đối với dòng này thì anh em mình sử dụng từ vùng sâu, vùng xa cho tới những anh em mà sử dụng ở những vùng thành phố, anh em mình vẫn có thể sử dụng được. Và một cái dòng nữa đó là MK250E thì nó sẽ thuộc là phân khúc điện yếu thôi anh em. Điện cực yếu với điện yếu nó khác nhau nha anh em. Điện yếu á, thì nó sẽ từ 180 cho tới 220, còn MK250 sẽ là từ 160 cho tới 250V. Thì bây giờ là em sẽ giới thiệu sơ qua một ít về thông số cho anh em mình biết ha. Thì đối với dòng máy MK250 này, anh em mình sẽ có những cái phần cơ bản giống như là jack lớn, nó sẽ giúp cho anh em mình điều tiết cái dòng điện nó sẽ ổn định hơn, cái dòng hàng của nó rất là ổn định đối với những cái con máy mà được trang bị jack lớn như thế này ha. Và những cái dòng mà có công suất từ 200 cho tới 250 thì sẽ được trang bị những cái jack lớn như thế này. Dòng này thì nó sẽ có cho anh em mình nút điều chỉnh dòng hàng từ 200 cho tới 250, nhưng mà nếu mà anh em mình để bình thường thì chỉ có 200 thôi. Lát nữa em sẽ hướng dẫn cho anh em mình cách điều chỉnh lên 250. Và bên này sẽ là nút điều chỉnh độ ngấu cũng như là bù hồ quang từ cái mức 1 cho tới mức 10 nha anh em. Và một cái điều đặc biệt đối với những cái dòng máy mà của Rotet là khi mà anh em mình sử dụng á, ở đây nó sẽ có một cái nút. Và đối với dòng MK250E thì nó sẽ gọi là nút Super Power. Nó sẽ giúp cho anh em mình chuyển dòng hàng từ dòng hàng dân dụng sang dòng hàng công nghiệp, công trình luôn. Và đây cũng là cái nút mà để cho anh em mình có thể chuyển dòng hàng tối đa từ 200A lên thành 250 ha, giúp cho anh em mình sử dụng hiệu quả hơn trong công việc. Và đối với dòng này thì nó sẽ tương thích với những mẫu que có kích thước từ 1.6 cho tới 5 ly, tùy vô cái nhu cầu mà anh em sử dụng. Cho nên là khi mà anh em mình đầu tư máy này thì nó sẽ cực kỳ phù hợp cho anh em mình đầu tư sử dụng trong gia đình cũng như là anh em trong công trình luôn. Và máy sẽ có những cái tính năng giống như là mồi lửa nhanh nè anh em, hot start nè, air fork nè, là bù hồ quang, và anti stick có nghĩa là chống dính que ha anh em, rất là ok luôn. Và con này nó gọi là sử dụng rất là nhiều công nghệ mới, cho nên là anh em mình có thể yên tâm để mà mình đầu tư sử dụng trong gia đình cũng như là anh em làm thợ ha. Phụ kiện đi kèm theo máy thì chắc chắn là phải đầy đủ cho anh em mình sử dụng, bao gồm là kẹp hàng và kẹp mắt, tổng kích thước là phải 5m nha anh em, 3m kẹp hàng và 2m kẹp mắt. Thì bây giờ là cùng em trải nghiệm về dòng máy này nha anh em. Thì đây anh em, ở đây thì hãng sẽ công bố cho anh em mình là dòng máy hàn Rotet MK250 này, anh em mình có thể sử dụng que hàng từ 2.5 cho tới là 5 ly, tối đa là 5 ly nha anh em. Và dòng này thì ở cái mức điều chỉnh thứ nhất là anh em mình sẽ sử dụng được dòng hàng từ 20 cho tới là 200 đây. Và khi mà anh em mình muốn chuyển từ dòng hàng dân dụng lên thành dòng hàng công nghiệp cho dòng hàng lửa hàng lớn hơn thì anh em mình có thể nhấn cái nút Super Power này, máy sẽ cho anh em mình lên tới tối đa là 250, phù hợp cho anh em làm công trình luôn nha. Và đây cũng là một cái nút mà dành cho những anh em sử dụng điện yếu, nó sẽ giúp cho anh em mình đẩy dòng hàng lên cao hơn. Nếu mà anh em mình sử dụng điện đúng 160, máy sẽ cho anh em mình hiệu suất sử dụng que 2.5 và 3.2 cực kỳ tốt luôn nha anh em. Thì bây giờ là em sẽ test máy ở ba cái dòng hàng khác nhau, đó là dòng hàng khoảng 160 và dòng hàng 200 và 250, để cho anh em mình xem thử và đánh giá thử hiệu suất máy. Thì ở đây là em chuẩn bị cho anh em mình 3.2 và 4 ly nha anh em. Thì bây giờ là mình sẽ test thử 3.2 ở dòng hàng 160 nha. Đó, anh em có thể thấy ha, máy bắt mắt rất là nhẹ
vậy nha anh em. Bây giờ là em sẽ đi một cái đường hàng để cho anh em mình thấy được hiệu năng của máy ở dòng hàng 160 nha. Bắt cực kỳ nhạy luôn anh em. Cửa hàng thì em thấy thì rất là ổn định nha anh em. Đó, không có lúc lớn lúc nhỏ. Và máy thì nó có tính năng bù hồ quang nữa, cho nên là nó sẽ tạo độ ngấu cũng như là đắp mối hàng rất là tốt. Đây là que hàng 3 ly 2 ha. Thì bây giờ là em sẽ test 4 ly ở hiệu suất là 200A. Và em sẽ test luôn 4 ly ở dòng hàng là 250A để anh em mình có thể đánh giá lửa hàng cũng như là hiệu năng của máy khi mà mang lại cho anh em mình nha. Đây. Đây dòng hàng 200A cho que hàng 4 ly. Anh em có thể thấy nè, kẹp mắt bị cháy rồi. Thì bây giờ là em sẽ đẩy lên tối đa luôn là 250A cho que hàng 4 ly nha anh em. Đó, anh em có thể thấy nè, một nút nhấn thôi là máy đã đẩy từ dân dụng sang công trình rồi. 250A nha anh em. Bắt mát thì rất là nhạy luôn nha, lửa rất là lớn nha anh em. Đây. Lửa quá lớn rồi anh em ơi. Thì bây giờ là anh em mình sẽ cùng em kiểm tra mối hàng nha. Đây là mối hàng của 3 ly 2 ở dòng hàng là 160. Đây là 4 ly ở dòng hàng là 200A. Và đây là 4 ly ở dòng hàng là 250A. Và tình trạng thì anh em có thể thấy nè, kẹp mắt đã bị cháy nha anh em. Do là lửa hàng được đẩy lên ở cái mức tối đa luôn. Cho nên đối với dòng máy mà sử dụng công suất từ 200 cho tới 250 như MK250E cũng như là MK250, anh em mình nên trang bị cho con máy là kẹp hàng kẹp mắt 25 nếu mà anh em mình muốn tăng kích thước chiều dài dây của máy lên ha. Còn hiện tại thì máy chỉ đi cho anh em mình là kẹp hàng và kẹp mắt là 500 cho tới 600A thôi.
Đó, còn dây hàng sẽ là dây 16 nha anh em. Thì bây giờ là cùng em xem thử mới hàng nha. Đây là 3D2. Đó, anh em có thể thấy nè, lửa hàng của máy cực kỳ ổn định. Khi mà anh em đi điều tay nè, mối hàng nó sẽ cho anh em mình một cái độ ngấu và một cái độ gọi là cái mối hàng nó rất là đều nhau luôn anh em, không có bị chỗ cao chỗ thấp ha. Rồi, đây là mối hàng của que hàng 3D2, ở lửa hàng là 160A, như vậy là quá đủ dành cho những anh em làm thợ luôn. 4 ly, ở dòng hàng là 200A. Và đây sẽ là 4 ly cho dòng hàng là 250A nha anh em. Ở cái mối này thì em đi cái bảng nó hơi bự. Đó, nhưng mà anh em có thể thấy nè, đối với trên cái mặt sắt này á, thì hồi nãy em hàng á, ở cái chỗ là nó không có được đều. Nó gọi là những cái mặt này em hàng không có được đều á anh em. Cho nên là khi mà hàng là sẽ có chỗ cao chỗ thấp, và em đã lựa chọn cái chỗ gọi là nó không đều như vậy để em test cái dòng hàng gọi là 250, để cho anh em mình có thể xem được cái hiệu quả của việc phù hồ quang cũng như là điều chỉnh độ ngấu trên con máy này. Đó, hàng ra một cái là đều liền nha anh em, rất là phù hợp dành cho những anh em làm thợ luôn. Đó, rất là ok ha anh em. Với thời điểm hiện tại, cái dòng MK250 cũng như MK250E đang là một cái dòng máy được rất là nhiều anh em ở dưới những cái vùng sâu, vùng xa, anh em ở Đắk Lắk nè, Đắk Nông, Gia Lai, là những anh em mà ở phía Nam giống như là anh em ở Long An, Đồng Nai sử dụng. Do là những cái nơi đó thì cái dòng điện của nó sẽ dao động từ 160 cho tới 180 đó anh em, thuộc vô phân khúc điện yếu và điện cực kỳ yếu. Cho nên là khi mà anh em gọi tới cho em, đa phần là anh em mình sẽ được tư vấn và chốt liền con MK250 cũng như là MK250E. Thì nó sẽ cho anh em mình cái dòng hàng cũng như là hiệu suất hàng cực kỳ tốt luôn ha. Thì đối với dòng Rotex MK250 cũng như là MK250E thì hiện tại bên em đang bán cho anh em mình với cái mức giá là chỉ có 2,4 triệu thôi. 2,4 triệu là anh em mình đã có một con máy hàng vừa xài gia đình được, mà anh em vừa xài hàng dân dụng cũng như là anh em vừa đi công trình được luôn. Quá là ok luôn anh em. Và cái dòng Rotex MK250 cũng như là MK250E là cái dòng máy mà tạo nên thương hiệu cho Rotex. Thì anh em nào mà quan tâm về dòng máy hàng điện yếu có thể liên hệ với em qua số hotline 0934077765, hoặc là anh em mình có thể ghé tới trực tiếp cửa hàng điện máy Vi, địa chỉ 367 Trường Chinh, phường Tân Thế Nhất, quận 12 để được trải nghiệm trực tiếp về mẫu máy này ha anh em. Thì bất kỳ video nào em cũng nói mong muốn anh em mình là sẽ tới cửa hàng để mà anh em mình trải nghiệm cầm nắm thực tế con máy hàng cũng như là hàng thử, để xem thử thôi liệu những cái dòng máy mà em đưa tới cũng như là tư vấn cho anh em thì nó có đáp ứng được cái nhu cầu cho anh em mình sử dụng hay không. Đó, cho nên là luôn luôn đó mong muốn anh em mình tới cửa hàng để trải nghiệm thực tế nha. Thì xem hết video, anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ liền cho em nha. Còn bây giờ là xin chào và hẹn gặp lại anh em mình ở video kế tiếp nha anh em.